What the hell? Bật camera tốt lại. Không bật à? Chơi tiếp đi, chơi tiếp đi. Cái gì vậy? Đang chơi mà. Ừ, thầy xin chào Tuấn Hải. Và xin chào Gia Hân. Chào Hải Anh. Hôm nay thầy cho thầy xin chào bạn Đăng. Hôm nay thầy cũng đã tải video kia về nhưng chưa kịp đăng video. Chắc phải đi qua một chút. Rồi, bây giờ chờ một giây nữa sẽ đến giờ học. Hôm nay, hôm qua Tuấn Hải bảo sau cái bài tập em Trung thấy quên quen đúng không? Thầy nhớ ra cái bài tập đấy là nó nằm trong tập bài của cái gì nhỉ? 28 tích nhỉ? Đúng rồi, hình như nó là của 28. Cậu làm trước ở đấy này ạ. Thì cái tập bài 28 tích nó khá phổ biến thì về thầy xây dựng một test để làm là chấm. Hôm nay ta lại sang tiếp một cái bộ mới là nó sẽ nằm ở đâu nhỉ? Ngày 2 được rồi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Để kiểm tra xem tiến độ nộp bài của cả nhà thế nào rồi. Bây giờ nó có thể thống kê nộp bài thì bài 4 con ông mua gì ạ? Buồn ghê, tại sao lại thế? Thầy ơi, cái bài 5 với cái bài 7 của em nó được còn 2-3 điểm không mà thầy? Cái này có tính là do bị cô bị làm sao không? Dạ con có nhờ cái anh kia qua sửa rồi nhưng mà nó vẫn bị 2-3 điểm rồi. Riêng anh nghe chạy Ultra View ở Linh Nhật thì nghe thầy chia sẻ một cái. Rồi hôm nay thầy cho mình sang tiếp bài tập dạng thứ hai, cũng là bài tập về cấu trúc tuần tự.
nhưng ở bài bài ngày hôm nay các bạn sẽ chủ động tự do hơn cho cái việc đặt tên biến và chọn kiểu dữ liệu giới hạn cho các biến. Đầu tiên thì ta sẽ có cái bài đầu tiên. À thôi, cái bài thứ nhất tính tổng rồi, cứ làm từng bài một nhé, dễ cũng làm nhé, bởi vì cái phần này nó liên quan tới kỹ năng đặt tên biến. Rồi, thầy đã gửi vào trong nhóm Zalo, xin mời các bạn làm các bài tập đầu tiên. Trong lúc các bạn làm thì thầy sẽ tạo test cho cái bài này. Đề bài thầy đã gửi ở trong nhóm nhé. Đâu ra? Thầy vừa gửi bài ở trong nhóm thì ta có cái bài đầu tiên. Đề bài thì người ta cho hai số nguyên và yêu cầu thực hiện công việc tính tổng của chúng. Tên bài là TT bài 1. Rồi bây giờ xin mời các bạn code nhé. Bây giờ thầy sẽ mời lần lượt các bạn chia sẻ bài làm của mình để làm bài đầu tiên. Bây giờ đầu tiên xin mời Tín Đạt trước đi. Theo thứ tự từ trên xuống dưới. Đấy, xin mời Tín Đạt chia sẻ bài màn hình đã làm luôn. Bài số 1. À, thầy gửi lại cái đề bài của số 1 nhé. Ở phần này ta khá thú vị. Trông nó rất easy nhưng mà nó lại rất trong quá trình làm đấy. Thầy vừa gửi ở trong cửa sổ chat. Rồi bây giờ xin mời Tiến Đạt chia sẻ màn hình được chưa em? Hoặc là bạn nào xung phong chia sẻ màn hình làm bài đầu tiên nào? Xin mời chị Gia Hân, Hải Anh, Tuấn Hải, Tiến Đạt. Rồi Tiến Đạt đã xung phong chia sẻ bài làm. Chào anh. Chào năm mình anh. Thì bên kia các bạn vẫn làm bình thường nhé.
Bài đầu tiên đã có test, xin mời các bạn nộp bài lên hệ thống nhé. Mở cửa ra cho nó thoáng. Hôm nay ở chỗ Mạng thầy. của con khó khổ. Sao con? Mạng của con lát ngon, con vừa bị thoát ra. Này. Bố. Này, mọi người vào cũng khá đủ rồi. Thầy thầy lấy số nào cũng được à thầy? Sao? Lấy số nào cũng được à thầy? Ừ, cứ lấy số nào mà mình chạy thấy cho kết quả đúng là được. Wow. Ở phần này là nó rất tự do cho việc tự sinh ra bộ test. Các bạn làm xong bài số 1 thì các bạn chuyển tiếp bài số 2. Thầy mới reset lại bảng rank nên các em có thể nhìn thấy bảng rank của mình ở trên cửa sổ chat nhé. Sau khi nộp bài.
Thế thầy tại sao ở trên top đầu của bảng rank lại là thí sinh error? Tức là thầy khởi tạo một cái biến error làm cái gọi là cái background, gọi là gì nhỉ? Thế làm một cái biến để lưu bắt đầu cho một danh sách, khi đó có thí sinh nào cao điểm hơn 0 điểm thì sẽ nổi lên trên. Nên tí nữa có thí sinh nào nộp bài thì nó mới có điểm nhé. Rồi kế tiếp xin mời Tú Nga. Này cho cô được một copy. Sao mạng của Tú Nga hôm nay lag thế nhỉ? Em ngồi ở có phải vị trí hôm trước không? Con đang ngồi ở chỗ bình thường. À thế à? Bố em cũng bảo thôi anh để cái thêm mà. Copy paste the project ở trong code block không thấy. Tuấn Hải chia sẻ màn hình đi con. Xem màn hình đi. Rồi copy paste thì không nhìn thấy. À, copy paste một cái project nhá. À, không được. Không ạ. À, thông thường mình sẽ copy cái code, sau đó mình new project mới, sau đó mình paste cái code đấy sang. Rất ít khi người ta copy một cái project nhé. Đấy quả dưa hấu à, thôi từ 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 có chủ nghĩa là gì thích tính nghĩa thích Thầy ơi, thầy gửi cho em cái file để nộp bài thầy. Cái đường link để nộp bài. Dạ, đúng rồi. Thầy gửi qua cửa sổ chat của Zoom nhé. Dạ. Cái này... Hình chữ nhật. Chiều rộng chiều cạnh của nó thì cạnh chiều dài phải dán lên chiều rộng đúng không thầy? Ừ, không biết được, bí mật. Đợi con tạo thêm biến số. Và phần này là phần tự do sáng tạo tên các biến, chọn kiểu dữ liệu và tự mò công thức nhé. Và phần này là phần bài tập áp dụng.
cho anh. Ơn thầy, thầy sao anh? Nếu mà hai cạnh bằng nhau thì phải không tính được chứ gì đấy. Hai vẫn cạnh tính bằng nhau thì không thiệt nữa, vẫn tính bình thường. Khi hai cạnh bằng nhau thì nó sẽ là hình tròn hay hình tam giác? Hai cạnh bằng nhau, nhau sẽ thành hình vuông ạ. À, đúng rồi. Thầy thử xem sao. Thầy ơi thầy, sao em gửi bài không được thầy? Bài nào? Cái bài một đó thầy. Em làm như bình thường mà, đợi cũng 30-40 giây rồi nhưng mà nó không có được thầy. Bài mấy? Bài một thầy. À, hệ thống đang chấm bài, chờ một tí, nhiều người nộp bài quá. Rồi bây giờ yes. đang bài một được 10 điểm thầy ơi. Rồi chúc mừng con. Có thấy này, có cái nào chấm bài 2 chưa nhỉ thầy? Chờ thầy một giây nữa, đợi thầy refresh cái bộ test mới để cho nó chấm bài 2, nhưng mà mọi người nộp bài ác quá thế mà. Lưu lưu thầy. Hôm nào thầy phải mua con MacBook Pro bản 2024 chip M3, may chẳng nó mới chấm nhanh được. Con vừa nộp thêm bài 1 ạ. Rồi. Bài 2 chấm được rồi nhá. Xin mời các bạn chấm bài 2. Rồi Tuấn Hải cũng đã nộp à. Rồi cái thế là chấm máy thầy. À con. Thế sao không chấm trên server thì thấy? Là như thế nào nhỉ? Mười điểm. Bài 2 chấm được rồi nhá. Ok, tt bài 2. Con sẽ chờ nó báo con kết quả là 0 điểm. Rồi, bây giờ trong lúc Tuấn Hải đang chấm nộp bài 2, kế tiếp vừa rồi Tiến Đạt rồi này. Bây giờ xin mời chị Gia Hân đã nộp bài này, ok rồi. Xin mời bạn Hải Anh nào. Hải Anh gửi 100 view cho thầy đi. Để chờ. Dạ, dạ, dạ. Ôi, chưa chấm. Có Kha. Ơ thầy. Thầy cũng chưa gặp cái trường hợp nào. Sao tôi sống từng ngày, năm nay 40 tuổi mà vẫn chưa gặp cái trường hợp nào mà thông báo chưa chấm như thế này cả. Đề nghị thí chủ bình tĩnh. 6 9. Đó là một kỷ niệm ạ. À. Em gửi đó thầy. Ok. Cái này là gì đấy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế thầy có chấm lại được bài 2 của con không thấy? Hệ thống vẫn đang chấm bài 2, chờ một tí nó mới trả ra được kết quả. Để chưa chấm. Tại sao tôi ăn ở tốt mà nó lại không chấm? Ôi giời ơi. Ở cái bài số 3 bạn nào đang làm thì kết quả lấy chính xác đến hai chữ số thập phân. Bao lâu? Có nhìn thấy bài bài chưa? Dạ bây giờ tôi làm bài ba. Chat trên này. Thấy thầy. Không. Sẽ có ID và mật khẩu vậy thầy. À, của ấy của hai Của anh nhóm. Đây, tính chu vi hình tròn, nhà đúng bán kính hình tròn tính chu vi. đúng Vậy đi đơn giản. Nhưng phải copy paste thì mới là đau ạ. À không phải, phải lại từ đầu. Nhưng vẫn là copy paste nên vẫn đau. bao nhiêu phải đúng What happened? Bài thầy đang tạo test bài 3 thì nhé. Rồi các bạn chuẩn bị nộp bài 3. It's running to destroy thầy. R nhân 2 nhân nhân 3 chấm loài 4. Phải T chứ. Kết quả nhớ là lấy chính xác đến hai chữ số thập phân nha. Đây, lấy chính xác hai chữ số thập phân được không thầy? Chào anh, bắt ngay cái tiếng. What không nhập. Rồi. Mình free open là sao mình nhập. Con sẽ copy và paste lại code này. Nó sẽ bỏ free open. Và con lười, lười tạo sinh phần. Ở thấy thầy. Sao? Nếu mà con nhập vào 10 thì ra là 60 mấy phẩy 80 không thấy. À, cái đó chưa biết được, cái đó mình phải lấy máy tính Casio mình bấm bằng tay để biết xem kết quả đã trả về đúng chưa. Do đó với các bài lập trình sau khi tính ra chạy thử ra được kết quả, mình phải lấy máy Casio để bấm xem kết quả đó đã đúng với bài toán thực tế chưa. Nếu đúng thì khi đó ta mới
Con sẽ đi chấm bài vàng. Mong thầy sẽ tạo xong ạ. Thầy tạo test của bài cho bài ba xong chưa nhỉ thầy? Chờ một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Một giây rồi ạ. Không đi. Ơi sao chờ một giây mới xa nhau? Ơi sao bài 2 nó cứ chưa chấm vậy? Ở bài 2 á? Bài 2 mọi người chứ nó đã chấm ra kết quả chưa? Nó ra kết quả là chưa chấm. Đó, tất cả các bạn bài 2 chưa có à? Thế để thầy kiểm tra lại bài 2 nhá. Thế cả là TT bài 2 có chút vấn đề gì không? Tại sao thấy có nhiều TT vậy thấy? À TT tức là cấu trúc tuần tự. More pain. Oh, đây rồi. Đứng với Diêu ơi, con không được nghỉ máy này nhé. Tại sao cái screen này nó không smart tí nào? À, các bạn nộp lại bài 2, bài 3 nhé. Rồi, ok. Các bạn nộp lại bài 2, bài 3 được rồi. À. Mãi nó mới viết lại vẽ hình tròn. Đúng là phim là ơi. Đấy. Đấy, chị Hân chị đã nộp bài 3 rồi. Oh my god. Nộp luôn. Thế bài 2 là vẫn chưa chấm ạ. Chờ tí, đang chấm bài 3 của chị Hân. Thấy phải chấm bài 3 của con nữa chứ thấy. Không. Chị Hân xin chắn được phải được ưu tiên chấm trước chứ. Phải nộp lại bài 2. Hôm nay ở chỗ thầy mưa to quá, chiều nay khi nay vừa mưa rào ao cái. Chỗ em đi đường được luôn rồi. Nhưng mà thầy sống ở đâu vậy thầy? Thầy sống ở tầng mày Yên Bái. Con ra đây Yên Bái lần nào chưa? Con chưa bao giờ đi du lịch ngoài ra khỏi Hà Nội. Buồn ghê. Còn thầy thì lại thường xuyên xuống Hà Nội. Đó, bài 2 của con sẽ được chấm. À, rồi bây giờ trong lúc đang chấm bài bây giờ xin mời các đồng chí là mày 4. Ơ sao bảo điểm mày đi lo gì kia? Hãy làm việc đi nha, cô đây. Thầy ơi thầy. Cảm ơn. Các bạn thử thầy cái bài 2 nó chấm được chưa thầy? Thầy cho con lên top 1 bảng điểm đi thầy. Rồi nó đang chấm bài 2 của chị Hân đây rồi. Có khả năng là nếu username bằng Tuấn Hải thì cứ từ từ. Đây bây giờ mới sang WhatsApp chấm bài 3 của Tuấn Hải đấy. Rồi xin mời Đăng Dũng chuẩn bị chia sẻ màn hình nhé. Bây giờ em đấy, anh đang làm bài số. No. Tại sao bài 2 và bài 1 chị Hân lại là 9,90 điểm? Thế là mình ngầu chứ nhỉ? À, 9,90 là do nộp hai lần. Lê đu ra Hân. À, Hân đây đủ chính xác lấy đến hai chữ số thập phân ở bài 3 nhé. Có bài 4 chưa thấy. Sao này lót không nhỉ? Tờ tờ. Bài 2 cũng chưa chấm.
Thầy thầy tại sao bây giờ chỉ mỗi cái tên nó lấp lánh chứ không phải cái background của tên nữa thầy? À, cái này nó khác, cái này là bảng rank, còn cái kia là bảng theo dõi tiến độ làm bài. Hai cái nó khác nhau. Một cái bên là theo dõi tổng số tệp đã nộp, tổng số bài làm đã nộp, còn một bên Tại sao là tôi chỉ được 7 điểm? tại sao lại cao gấp 10 lần chị, 8 lần chị Hân, à 7 lần chị Hân buồn. Lêu lêu chị Hân. Để con xem và để con sửa. Tại vì con sẽ bị Điểm đau. quá. R nhân 2 nhân 3 phần 4. Không biết công thức có đúng không? Nhưng mà lần trước mình nộp bài 5 mình được full điểm mà. Tại sao Mà bài năm cũng hình tròn thêm vào diện tích hay là mình sửa cái này xài mình long long mà thấy thầy tại sao người ta đặt tên long long mà không chỉ đặt tên long thôi cho nó ngắn. à, nó cũng có chữ long đấy, nhưng mà chữ long nó cũng giống như INT, cái giới hạn là bé Còn thì biết long long là dài hơn. một lần. Yay, tôi tới một rồi, lê lưu ra em. Em liều quá. Nhưng mà thầy đã làm mọi người bài 2 chữ đi không phải 1 điểm ạ. Có sao cái tết nào bị sai ấy nhỉ? Con sẽ nộp lại bài 3. Con sợ Đấy, anh cứ cố ra về nha. Tê tê bài 3. Con sẽ nộp lại bài 3 lần nữa để mong được 9 điểm hoặc 10 điểm. À hoặc 9 điểm thôi, bị nộp một lần rồi. On mình ăn mất điểm. Ngắn quá gà, Chưa nên hiểu tâm lý bây giờ. Thầy thầy bên hàng xóm con nó hát karaoke ạ. liệu quá Thầy có bài 4 luôn rồi à? chưa để thầy tạo test của bài 4 lên. Cái này ở trong vậy hai sao thì Gia đã mất thêm điểm lê lê Gia đi hai con sao bài ba của tôi đang bị chấm lại này. C và F, mình sẽ nhập F. Thật thì mình thích nhập F hơn C. Và nếu ngoài đề bài nữa. Mày thấy lạc quá. Lưu lưu mình. Rồi, xin cảm ơn tối đại. Con làm tiếp bài kế tiếp đi. Thầy thầy con lỡ nộp bài mà không đặt tên. Con đã bị rít rồi. Bạn đã được trừ 0,1 điểm.
Ừ. Lan lan Yo. rồi bây giờ xin mời Mạnh Dũng chia sẻ bài làm của mình nào. Em đang làm bài mới. Đang làm bài xong. Xin mời Mạnh Dũng. Các bạn nào làm xong rồi báo à, từ từ bài 4 rồi thầy vào xong test cái đây nhé. Bài số 4 Dạ, là em chuẩn bị để em làm xong bài 3 rồi em ừ, chuẩn em bị. cứ chia sẻ màn hình đi. Là test. Thế bài 4 bắt đầu chấm chưa thấy? Chua chua chua. Có một người có khả năng vượt ra cả bài ba hay mười phải rồi cũng hỏng nhưng mà chưa nộp bài ba nhưng may quá tôi vẫn là số một. Ơ đang xài reload thì tôi bài ba còn cộng nhưng không phải một điểm mà thấy Tại sao thế? bài ba còn cộng thêm không phải một điểm ạ. Là bao nhiêu? Nó chỉ có trừ đi làm gì có chuyện cộng thêm. Tại sao con lại được reload thành 7 điểm? Cái này bài 2 con lại bị mất 0,2 điểm. Thì Ơ chờ mình tí đã, tại sao à, chỗ tí giúp tí làm mà chè sửa chương trình đi. Lưu ý rằng các biến chọn kiểu dữ liệu hợp lý, chạy thử chương trình ra được kết quả. Sau khi soạn xong chạy thử chương trình nhé, thì thấy cái chương trình vẫn đang còn có lỗi. Em bấm nút build để em run. thấy thầy thì À, để error được mát bài điểm này đây, thấy bài số 3 lấy chính xác đến hai chữ số thập phân. thế tại sao bài số 3 của con ấy bị mất rồi thầy. À, nó đang chấm, khi nào nó chấm thì nó sẽ mất cái bài cũ đi và nó chờ để nó Top 1. Top 1 của tôi. Ôi, cái trình code block của tôi nó ở đâu mà sao tôi làm Ơ thấy thầy, tại sao con điểm giống như người top 1 mà con này không được, có không được lúc này nhỉ thầy? cái này mình cũng có một cái người ta bảo là rất quan trọng bởi vì mình là người đứng thứ hai không có gì đâu. Ủa sao nó lại khác nghe khác nhau ấy nhỉ à, có khả năng là nó tính theo thời gian nộp thầy chẳng nhớ cái thuật toán của thầy cái bảng danh nó sẽ theo hoặc là Tại có khả năng là anh ấy. Thôi cố gắng tí nhưng mà nữa. thấy tại sao tự reload nhiều vậy thấy À thế thầy lên lên ra cài đặt mặc định cho nó là reload mà. Reload để cho nó update cái điểm mới nhất của thí sinh. con ạ, con vẫn sẽ lên lên ra hơn vì đã bị trừ rất nhiều. Nhưng mà bài ba sửa yếu gì ấy. Mà thầy, Ừ. bài ba nhập R thì R là số nguyên rồi. Tất nhiên rồi. Kết quả thì nó lại trả về số thực. Ừ.
Đấy, sao mãi chứ chấm xong rồi. À, chờ tí, cái server bây giờ mọi người đang nộp bài tứ tung, đang chấm bài của Dũng đây. Có bạn nào gặp khó khăn gì không? Con sẽ xem người này, nếu mà nộp bài mà có thêm 1.0 nhân nhân ở đằng trước mà lại được nhiều điểm hơn, con sẽ copy hết mọi thứ. Thế nó mình lạ. Và mình vừa làm vừa phân tích nhé, và tại sao nó kết quả như thế. À, với cái bài tập này thì thầy trò mình đang làm việc với Rồi, ok hả? Anh chờ thầy tí nhé, để thầy tạo nốt cái tên bài số. Còn một tết nữa thôi là xa nhau rồi. Diêu đang kiểm tra lại phép này là chính xác. Mà thấy thầy Sao không? trường trường Nguyễn Tất Thành cũng chỉ dạy tin học văn phòng, không thấy À, trường Nguyễn Tất Thành của Đại học Sư phạm Hà Nội á? không. Nguyễn Tất Thành là trung học cơ sở ạ. À, thì trường trung học cơ sở, cái chương trình trung học cơ sở thì ở Nguyễn Tất Thành bây giờ mạnh nhất là cái chương trình MOS. MOS chắc con cũng đã nghe nói, cái Microsoft Office Specialist ấy. Thế năm nay Nguyễn Tất Thành có một bạn được đi thi về, nhưng mà hình như là bạn ấy thuộc khối trung học và phổ thông rồi, được đi thi vòng chung kết thế giới đấy, chạy tại Orlando Hoa Kỳ vậy. Ở Hoa Kỳ á? Đến vòng chung kết các con sẽ thi tại Mỹ, được bao đi miễn phí luôn. Trời ơi, năm nay Nguyễn Tất Thành Đi Mỹ mà không bao giờ về. nào đi điên ta cái trường Nguyễn Tất Thành là một địa điểm đào tạo chất lượng cao. Hiện nay thì thấy Gia Hân càng đi càng lùi, mất bài số 3 đúng không? Các bạn khác Lưu cũng đang lưu ra hân, lưu lưu ra hân, lưu lưu ra hân, liều lưu nhỉ, lưu ra dám. hân. Ơ mình lên top 1 rồi. Thấy thầy con lên top 1 vì không lý do ạ. Thế thầy, tự nhiên bài 2 của em lại mất điểm đấy. À, mà nó, bài số 2 bài số bị mất 0,1 điểm á. Không, vừa vừa nó được 9 À, 9.8 điểm chắc nên là báo do em chấm lại nên server nó sẽ nuốt cái điểm cũ đi và nó chờ có điểm mới để nó áp vào. thầy ơi. Thầy thầy xóa người error đi thầy. Ok, để theo thầy sẽ. Very soon back on my mind. He's going to win. Rồi xin mời Hải Anh quay lại phút bài làm để thầy kiểm tra nào. Thấy này thầy để bài 4 đi thầy. Hãy có bài
Cho thầy đi thầy làm test bài 4. Mấy đứa này nó spam server thầy ác quá. Thầy không đang không kịp loát test mới. Lưu thầy ạ. Đúng rồi, Hải Anh rất hay là lấy đôi khuôn của bài cũ để làm, cứ mạnh dạn làm đi. Ờ, bài 4 được nộp rồi à? Bài... Thấy thầy ra hân nộp nhiều quá bị âm 3 điểm. Sao lại âm 3 điểm thầy ơi. Em lại dám là chạm vào nỗi buồn của chị Hân. Chạm vào nỗi đau. Có hình như có bài hát chạm vào nỗi đau hay sao ấy. Thế thầy tính làm hết bài 4 chưa thầy? Chờ thầy tí, thầy đang chờ loát. Thầy anh làm bài số 2 đi nhá, cứ làm đi. Con đã biết công thức chưa? À, con chưa thấy cái công thức này. À, đâu ta? Để thầy giới thiệu công thức luôn. Nhập vào chiều dài. Ok, bài số 2 tính chiều dài và chiều rộng của cho chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật, tính diện tích của hình chữ nhật, thì diện tích của hình chữ nhật thì nó bằng tích của hai cạnh đó nhân với nhau. Sau đó ở cái bài này thì Hải Anh sẽ thực hiện là nhập A và B, sau đó tính S thì bằng A nhân B, sau đó đưa S ra. Thấy thầy có ba người với số điểm bằng nhau ạ. Ai dạ. Và đang vẫn cạnh tranh top 1 ạ. Để thầy xem là chờ có so sánh nhằm với nhằm. Con sẽ chờ cơ vui thầy đến bao giờ có bài 4 con sẽ bắt đầu mà tiếp ạ. Để con đi lấy top 1 luôn. Con gái mà tranh top 1. Con trai. Sao đấy? Giờ vô con trai. Ai? Con trai cái Gia Hân á, Gia Hân là chị con gái đấy. Chị con gái xinh xắn. Đây là con nói là Gia Tuấn Hải ai? À Tuấn Hải phải là con trai chứ. Đúng rồi, con trai ạ. Chị con nói con gái. Ừ, gái. Sao kìa? Chị bị gái. Trần Minh Đăng bài 3 lại không điểm. Lêu lêu Trần Minh Đăng. Very poker. Ở đang ngay ở bài số 3 lấy chính xác đến hai chữ số thập phân nhé. Ờ, chuẩn bị bị mất hết top 1 rồi thấy. Trời ơi mấy đứa kia nó đang spam server của thầy thì không bắt được bài 4. Anh làm tiếp đi. Ở cái bài này thì đúng rồi, sau khi như vậy thì ở bài này nó đang rèn cho bài số 2 ấy. Người ta yêu cầu cho chiều dài và chiều rộng như vậy. Ở thế tại sao có bài 6 thầy? À bài 6. À A bài 6 là ok bắt đầu nộp bài ơi. Con sẽ đi mở file của con đã có. Rồi. Tính diện để con tìm nhập vào chiều dài và chiều rộng. Đấy Hải Anh thì đề bài người ta cho chiều dài và chiều rộng, do đó em nhập chỉ bao gồm chỉ nhập bao gồm chiều dài và chiều rộng thôi nhé. Ờ. Chỉ cần nhập AB thôi. Không rồi. Dừng. Đây, chỉ cần nhập AB như này thôi. Ok. Tới đây thì con gắn F thì bằng gì? Con sẽ nhập A bài này. F bằng chiều dài và chiều rộng quân chữ nhật đó. À, đúng rồi, bằng A nhân với B thôi. Thế thì... Con sẽ nhập A bài bằng. A nhân. Ơ nhầm. Nhân. B. Thầy ơi, con đã nhập A bài 5. Thêm 4, thêm 8. Bằng A nhân B rồi. Đúng rồi, bằng A nhân B. A nhân B rồi bây giờ đưa nó ra thôi em. Xe A. Vâng ta.
này vì mình đang cheating ạ. Để tí nhé, để sửa lại cái bài 3 tí. 2 nhân pi giờ. Hoàng Duy Minh có 9 điểm tại vì A bài 6 được 9 điểm. Đúng không thầy? Thấy thầy con nổ A bài 5 trên server thấy đang chấm chưa thấy? Nó đang chấm, chờ một tí. Các bạn A bài 5 chứ không phải là TT. Thấy thầy, Giang bị chín rút nửa điểm rồi ạ. Bị âm 0.5 điểm ạ. Nào, các bạn cố nhanh tay lên. Bài 4 nộp được rồi nha. Bài 4 nộp được rồi thì tôi sẽ đi nộp bài 4. Tôi chờ tí đã. Tôi có lưu code bài 4 đâu. Mệt quá. Cái dòng số 10 giấy gì vậy thầy? Anh thu được mà. Nhưng mà anh đi chậm lắm. Sao hả anh nhỉ? Sao con? Nó bị sai dòng số 10 rồi thôi. Để này một giây. Ừ. 30. Copy paste. Con đã lấy lại được code của bài 4. Tại vì con phải IQ vô cực ạ. Số rồi. Đi chạy file, anh nhầm đi tạo file. Các bạn khác tích cực lên nhá. Non. Con đã nộp bài 4 vì top 1. Các bạn nộp lại bài 3 được rồi nhá. Bài 3 thầy đã sửa test rồi đấy. Để có thể lên tới được 10 điểm bài 3. Top 1 tiếp. Ra Hân ơi, sao em buồn với bài này? Ra Hân không mãi, đến ở tốt cuối ạ, tốt bé. Rồi, hãy anh chạy thử đề bài đi cái em. Đề bài rồi, chạy rồi, thấy nó được rồi. Thấy thầy A bài 5 con được thêm điểm rồi, con lại là tốt 1. Nào, không được chiến đấu, không được lấy những bài nộp rồi. Tôi chứ mãi là top 1. Con đã nộp lại bài TT bài 3 rồi nha. Con sẽ đi tìm mấy cái A bài kia. Đó là bài 3 là lấy chính xác đến 2 chữ số thập phân nhá. Bài 3 ấy. Kết quả lấy chính xác. Đây có ai A bài 3 luôn. Con sẽ đi gửi thầy A bài 3. Dạ, mới làm được bài. Ôi làm được rồi. Dạ tổng 8 đứa. Mẹ chế con gì thì... Tê ơi. Chào. Tê tê bà 2 INB là nhờ bà gì chơi? Thầy thầy chị Gia Hân vẫn còn buồn ạ. Nhập hai số nguyên, chiều dài và chiều rộng. Chiều dài, chiều rộng. Nào đập cho em một cái bây giờ. Nhập hai số nguyên. Là Ôi. Số 3 và số 4 ơi, nhập hai số nguyên ơi. Này em đi học làm. À, người kia A bài 1. Chạy xong rồi thấy rồi. Thấy thì nó nộp xong cái A bài 3 của con chưa thấy. Để con có thể cạnh tranh được.
Lêu lêu người tốt một đã được không điểm mày bốn. Nào nào đừng chê bạn nào. Con sẽ đi tìm thêm mấy bài A nữa. 12 rồi. Dạ đúng rồi, đúng không rồi? Đây, A bài 2, á hỏi A bài 1 của tôi đây. Đang chuẩn bị chia sẻ màn hình nhé. Hải Anh đã xong bài này rồi đúng không? Dạ, xong rồi là thầy đang chấm bài. Thôi xin mời Đăng chia sẻ màn hình xem đang gặp khó khăn chỗ nào. Con đã nộp A bài 1. Trời ơi sao nó không hiện lên thế này. Rồi Đăng chia sẻ lại màn hình. Yes, sir, 10 điểm No one cares. Yeah. You got no one care. Ở bài 4 là lấy độ chính xác đến hai chữ số thập phân nhé. Ở cái dòng số 2 em khai báo nó thành kiểu float hoặc là double ấy. Float đấy. Cái dòng số 2 ấy. Tinh 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 Thấy là máy thầy đang có bao nhiêu cái để chấm vậy thầy? Cái server Vâng ạ. Tôi bao giờ thấy nó chấm mãi không xong à. Cái là bài ba của con vẫn còn đang chờ thầy để chấm ạ. cái gì cũng phải các cụ có câu chờ đợi là hạnh phúc. Sao bài 4 mọi người chấm eo hết thế nhỉ? Tại test của thầy nó bị ý test thầy ạ. Nhưng mà Kìa, tại sao con là không à, không chấm một điểm? Tại sao tôi lại bị không điểm? Bạn bị dạy do quá kiêu ngạo. Rồi, bây giờ thầy chào mình. Ở cái bài số 4 này mọi người nhớ, em bạn nào đang làm bài số 4 là nhớ nhân tử số với 1.0 nhé. Lấy số 5 này nhân với 1.0 mới chia cho 9. Biến C này khai báo kiểu double hoặc float nhé. Ta có thêm một cái kiểu dữ liệu khác là làm kiểu về số thực ở buổi hôm qua ta cũng đã giới thiệu kiểu double nhé. Rồi, hai anh nhé. Cái bài kia thế nào rồi nhỉ? Và đang Hải Anh nộp làm bài kế tiếp đi em. Bây giờ hệ thống đang chấm bài. Con lỡ mở thêm mấy A bài nữa của mà đi ăn điểm này con sẽ phải crawl lại cái bài này. Đừng spam server nhé, không thì server không chạy được, buồn lắm. Thầy có chắc không? Thầy nghi ngờ ai đó ở bên kia đang A bảy, A bảy hai, A ba ba cho đến Nam 13 server của thầy Thành nghèo luôn. Ông mà thấy thầy mình nhờ vào phần nguyên ép của thầy. Đúng rồi, một số nguyên ép và kết quả trả về là kiểu float nhé hoặc là double. Thường thì cái kiểu số thực thực double thì nó sẽ chính xác hơn. Vâng ạ, con đã double thầy. Tại vì thầy đã bị double. Ông thấy thầy bài 4 nó có phải có chỉ lấy hai chỗ cuối ở của phần thập phân không thấy? À không, lấy chính xác, ví dụ như là nó là 3,141625 thì khi đó trên màn hình nó chỉ hiện 3.14 thôi. Nghĩa là chỉ lấy hai hai phần thập phân sau cái dấu phẩy Đúng rồi, chính xác đấy.
Tại bảo sao tôi đã bị mất hết điểm. Ok đây, có thêm điểm rồi. Gì nhỉ? Tuấn Hải hãy nhìn bài điểm của chị Gia Hân bài 3 kia kìa. Đâu? What the hell? Oh Khởi my ơi. god. Yeah. Khởi Khởi ơi. Cái bài 2 của em nộp nãy giờ nó chưa chấm luôn thầy. À chưa chấm đâu bởi vì mọi người đang đổ bài Cares. à, em làm tiếp bài 3 đi. Mấy cái bài A bài thầy thầy máy thầy nó vẫn chưa chấm cái A bài 1 của con ạ. Ôi giời, 500 anh em đang nộp bài. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Đu ra hắn sẽ đi trước số 1. Ơ mà Hoàng Duy Minh là ai nhỉ thấy? À, là một anh học sinh à, cũng tham gia cùng với lớp mình. Có bài 5 người. Các bạn nộp lại bài số 3 nhé. À, Hải Anh có đã biết chu vi công thức tính chu vi đường tròn chưa? Dạ chưa thầy ơi, em nhập ép bằng gì đó thầy. Rồi thế chu vi của đường tròn thì nó là bằng 2 nhân pi nhân r. Ok, nó toán nó hơi mới với con. Vậy thì ở đây Hai rồi thầy. tôi nhận có được đây. Ủa, hiểu. Đấy thì S nó sẽ là bằng là 2 nhân với 3.14 nhân với R. R đây Nên nó rồi. là biến A của mình. Ở đây Ờ. con nhập A vào đi. Trời ơi, bây giờ các bạn nộp lại bài bài 3 nhé, sau đó chờ nó chấm một chút. Lạc qua đi thôi. Xe ao dưới đây đúng không thầy? Đúng rồi, sau khi tính xong thì đưa kết quả ra. À, con Bằng cần rất lâu. Con chỉ khoan, cần màn hình thầy. nó là kiểu số thực nên con phải sử dụng fixed precision. Precision như sao rồi? Ở buổi trước làm rồi chứ nhỉ? Đối với biến kiểu Không số thực nhớ đâu. khi viết ra có quy cách thì Là cái mở hôm bữa đúng không thầy? Để em hỏi Google. ở đây thầy nhắc lại các bạn một lần nữa, để viết một biến kiểu số số thực ra ở trong cửa sổ chat thầy đã gửi chữ cout fixed precision. Ở bên trên ta có set precision 3 là lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân, còn muốn lấy chính xác đến 2 chữ số thập phân thì ta sửa nó thành số 2 là được. Sau đó đến lượt tên biến cần viết ra. Vậy thì đặt ra câu hỏi đến Đúng. khi nào ta sử dụng Đều fixed đưa ra precision thì ta nói là đối với biến kiểu số thực thì khi viết kết quả ra thì ta sử dụng câu lệnh fixed precision đấy trên màn hình bạn đang kéo đến, hoặc là Hải Anh xem ở ngay cửa sổ chat thì vừa comment nhé. À, vừa rồi Tuấn Hải đã lại leo lên top 1 rồi. Được. hey. Rồi mọi người cùng chinh phục bài số 4 nhé. Bài số 4 trông nó khá hay và tuy nhiên thì để đạt được điểm tối đa ta cần phải có kỹ năng Thế nộp bài bài nhất. 4. Thấy thầy máy của thầy chấm bài 4 rồi con chưa thấy. Từ từ Chấm nha, hết chưa thầy? nó vẫn đang chạy về đang chấm bài 3. Sao có A bài 1 thế kia?
Bài 4 xếp position 3 hả thầy? Bài 4 đó, 2 thôi. What? 2 thôi. Còn ai nhìn được tất cả bài hả thầy? Nhưng mà thầy nghỉ hết vào nhóm lớp rồi cơ mà. Đây ơi. Bộ nhầm. Thầy ơi. Sao con go đi ở trong cửa sổ chat thầy đã gửi được không? Cửa sổ chat. Của thầy Zoom. Mới gửi đúng rồi. Ở trong cửa sổ chat của Zoom ấy. Thầy gửi lại thầy ơi, em mới thoát ra vào lại xong, nãy mới mất cái màn hình của thầy. Ôi trời ơi, cô đang ăn đập không? Nhớ rằng các cái câu lệnh mà làm việc với tệp này sau khi giới thiệu xong thì các bạn dùng nó một cách nhuần nhuyễn để ta có một cái phản xạ rằng là khi gặp kiểu dữ liệu này các em hoàn toàn chủ động nghĩ ngay đến việc chỗ này là kiểu số thực, vậy mình cần phải sử dụng câu lệnh viết có quy cách để đưa kết quả ra. Xếp. 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 Re. Season. Có bạn nào cần chia sẻ màn hình, xin mời các bạn chủ động chia sẻ giúp thầy. Xong rồi làm gì thầy ơi? Tên biến cần viết ra. Là cái S thôi thầy. Mở ngoặc đây, lấy chính xác đến hai chữ số vân. Đấy, sau đó tên biến cần viết ra. Và nhớ nhá, cái này thầy đã hướng dẫn rồi thì buổi sau biết cách dùng với nó. Các bạn khác cũng có một cái phản xạ rất tốt là khi tiếp cận với kiểu số thực ta có thể sử dụng float hoặc double, và khi tính toán và đưa kết quả ra thì ta viết có quy cách. Đề bài mà người ta đề cập đến là lấy chính xác đến mấy chữ số thập phân thì ta sẽ ủa thì giảm số chín là sai. Các bạn chờ nào chinh phục được bài số 4 chưa? Tất nhiên là chưa ạ. Ủa, sao vậy anh? Đúng là buồn ạ. Con sẽ copy lại code bài 4 để con gửi cho bạn thầy. Khi viết thì người ta chỉ viết một biến ra chứ không ai viết vừa biến gán giá trị bằng biểu thức nhé. Bởi vì giá trị của nó đang nằm ở trong chỗ này rồi. Và khi đó hết mình... Cuối chương trình con bổ sung return 0 ở buổi ngày hôm qua cũng bị quên return 0 rất nhiều lần. Con chế mãi là tôi 1. Đến khi cái người top 2 làm được bài 3. Người top 2 bây đang làm bài nào đây? Đúng rồi thầy ơi. Ok rồi, con chạy làm bài kế tiếp đi. Con đang làm cái này đây. Con đang chờ máy của thầy chấm bài 4 của con ạ. Cố gắng lên mọi người, tăng tốc lên. Đấy, làm xong rồi. Xong lại chuyển sang bài kế tiếp con nhé. Dạ mà cái bài của thầy, cái bài 2 thầy có chắc là nó đang chấm không thầy? Nó đang chấm chứ. Mạnh dạn em chờ nãy giờ gần 10 phút rồi đó thầy. Có hết tuổi thanh xuân rồi đúng không? Ừ. Bây giờ nó đang chấm của Lê Tuấn Hải bài 3. Ôi giời ơi, ông Hải ông spam server của thầy. Xin lưu thầy. 2 phần 3 phần 14 đúng không thầy? Chả quên thi thầy. Sao có số 14 ở đấy?
Người ta yêu cầu là nhập mỗi bạn nhé, bài này người ta yêu cầu là tính nhé, nhập mỗi một số nguyên dương A thôi. Vậy thì ơ, câu lệnh Sina của con đâu? Câu lệnh nhập giá trị của A chỗ nào? Anh nhỉ? Xin à. Các bạn nào cần chia sẻ màn hình thì các bạn chia sẻ màn hình giúp thầy nhé, để thầy cùng hỗ trợ. Bạn nào cần hỗ trợ thì chia sẻ màn hình, chủ động lên nhé. Bởi Đó vì ra này thôi. cái Zoom thầy đang sử dụng cái chế độ là cướp diễn đàn được, cướp diễn đàn để cho mọi người chủ động chia sẻ và hỏi bài. Thầy ơi, thầy bao giờ nó sẽ chấm bài 3, bài 4 của con mà nó không bị ra kết quả là không điểm thầy. Cái này chắc do Có anh khi nào chờ bài 3 hết, có khi nào chờ bài 2 hết thăng xuân không ta? đúng rồi đó, thật là làm được cay, tại không? sao hôm nay lại gọi tôi. Tí nữa đến Thật 9 ra giờ tôi 12 đúng chưa thầy? hả? Ra 12 đúng chưa thầy? À, ra 12 có vẻ chưa đúng, để thầy kiểm tra lại nào. Bởi vì Thầy thầy nó sẽ là bằng đây đấy nha, nó có một số nguyên. 14 hả? Bên kia chứ thầy. 12. Không. À, cái thằng 14. này con khai báo thằng S kiểu float đấy. À. Thế thì tại sao nó vẫn chưa tập cái bài 4 của con? Xong. Giờ chạy chắc được đó. À, nhá, ai vừa bên bên này. À, ok rồi. Mười hai chấm năm sáu. Ủa, 12.56 là đúng không thầy? Phải lấy máy tính ra bấm nhân nó với nhau xem nó đã đúng chưa. Đây máy tính mà mẹ em đâu mua đâu mà biết rồi. Ôi trời ơi, quên, đang còn bé quá chưa được sử dụng đúng không? Khi input của nó chỉ là một input của nó chỉ là một số nguyên thôi nhá. Đề bài người ta yêu cầu tính chu vi của đường tròn, chu vi của đường tròn khi đó chỉ cần biết bán kính. Vậy thì ủa, thôi xong. Không biết gì đó. Trời ơi, ai chịu ok, thôi xong. Bài đã Gì bị. bà ba chục sốt rồi. Đừng nói bà ba sẽ đang sốt. Ấy gì ấy. Bà ba đang sốt rồi Nó đang bị treo, kể nó đi. nó che con vô đời em vừa xe cộng cộng con nghịch. Ấy chết. Cứ đóng nó lại xong rồi mở lại. Nghe nhạc hay phết. Nhà hay à? Pro cả đây. Các bạn làm bài 4 chinh phục bài 4 hộ đấy nào? Sao chưa ai có điểm đấy nhỉ? Ủa chơi làm bài 4 rồi thầy. Ừ, bài 4 thầy thấy có rất nhiều cao thủ nhưng toàn hy sinh thôi. Con tự bài 4 là phải có người làm xong rồi chứ. À, thầy thấy làm xong rồi nhưng mà đều èo hết rồi. Cũng Em làm xong á, nhưng mà là làm ơi chờ xong tí ơi nha. sao bài 4 của em chưa chấm xong rồi. Chưa, mọi người đang nộp bài trên server nhiều quá, cứ bình tĩnh. Chờ một chút. Các bạn mỗi bài chỉ nộp chỉ chấm một lần nhé, Một bởi vì cái server này nó chạy đơn nhiệm một người dùng nên tại một thời điểm nó chỉ chấm xong một bài, sau đó nó mới chuyển sang bài của người khác. đúng rồi thầy ơi, con phải chờ cả tân xuân để chờ bài hai ra rồi. Ra chưa? Chờ chưa? Rồi. Cứ tưởng ra rồi thì nói gì chưa ra, nói gì thì... Cái máy tính ngay đây nè. Con mới trượt ra, con có cái máy tính trong laptop nè. Ủa? Quên. Ủa, Ở cái đây. cốt à.
Ta lấy 2 nhân 3.14 là bằng 12,56. Đúng Thế cốt block của em nó chạy đâu rồi nhỉ? cái cốt block em. Cốt block tôi được rồi, xong nó bay luôn thầy. Có vụ cái anh kia có nói cho em cái vụ mà mình phải lưu không mà nó bay cái thầy. À, đó là cũng nếu mà mình ăn ở tốt thì nó không bay đâu, còn nếu không thì Hết bay. cũ. Bài 5 rồi xong. Bài bài đó tên là bài gì nhỉ? TT nhỉ? TT bài 3. Ôi nó đi đâu? Bài 3 đã viết con. Có ai đâu kêu anh mất không? Ôi còn mỗi 72, bạn đã bay màu 73 rồi. Nhớ chưa phải cho Cái này con. là bài 1 mà. Bài 1 nha, con cốt nhầm cốt trên bài 2. Rồi vào vai trợ đối với dây. Nhiên và nó xét. Rồi xong mất luôn. Mất đâu mình Yes. vẫn còn cái vỏ mà. Thầy đúng là một thiên tài đi ăn đi cứu mỹ nhân. Rồi sửa làm bài tiếp đi, thầy trả lại được chỉ được thế thôi. Các bạn khác xin mời chinh phục bài số 4 nhé. Bài Bài số số 4 4 đi thầy chỉ con đi thầy để con chinh phục ơ à, thế thì nói làm gì. nhé. Ủa, cái này là S bằng A. A nhân B đúng không ta? Bài nào Bạn đó. đấy? Bài 3 của Hải Anh đang làm là S thì bằng 2 nhân với 3.14 nhân với A chứ. Nhân 3.14 nhân 2. Thì Ok như đấy. 9:30 có cái lớp nâng cao thì ra Hân học tiếp theo cái lớp nâng cao nhé. Để dạy mấy anh đội tuyển của thầy. Còn thấy ngay chỗ này là chữ AB này. Thì đấy. Hello. Hai chấm. Tại sao tại sao người top 1 kia lại có A bài bài đúng cộng 9 điểm bên kia, chị cộng 10 điểm bên kia thấy. A bài ba. A bài ba, A không phải TT đâu. Ôi hảo á. Thảo Hán. A bài ba 9 điểm. What the hell? Giờ tính Tôi hạng sẽ mất đi top nhập 1 lại được A cái bài ba. gì. Hờ giờ tính hạng mất Tôi sẽ đi top 1 nhập lại 4 nữa. ha. Tiến đạt. Con sẽ đi làm server của thầy rồi ạ. Thôi xong, thầy xác định đi bụi luôn Khi á. top 1 chơi bận gặp top 2 cũng xười. Tôi mệt với mấy ông này quá. Rồi, Chị rồi. Gia Hân là làm việc với các em Phải sẽ chơi bản thân trẻ nhiều. lên được chục tuổi chị Gia Hân. Ôi trời, tiếng đi tê bài 2. Tôi phải đi tìm cái bài A đây. Tôi đầu tiên cứ copy là A bài 1 ở trong kia đã. Nhưng mà tôi nộp A bài 1 rồi mà đã chậm. Thầy ơi thầy, thầy hãy chuẩn bị xem đây. A bài 1 của con sẽ được nộp vào server của thầy. Hết cú rồi. Chuyến Server này thầy hết một cú lần rồi. nữa nhé. Top 2 phải chơi bẩn để đến vào top 1. Tại top 2 không thích thua. Nhưng mà A bài 6 lấy ở đâu ra vậy trời? Rồi, xin mời các bạn chinh phục ba bài TT14. Em đang học. Ủa? Em đang tài. Thì sửa lại sửa thấy. Thầy ơi, Sao cái này đúng chứ thầy?
Gần đúng cái dòng năm của em. chỗ này chứ. Con tròn dây chỗ này thì sẽ sửa lại là Bốn điểm. Tôi cần thêm bài nữa. Tôi xin lỗi có A bài 2. đấy như thế nhá. Sau đó tên biến nét ở đây, con thêm tên biến nét ở chỗ đấy. Có thể thì A bài 2. Đúng rồi thầy ơi. Đúng gì, chạy ra kết quả đâu mà đúng hay sai. Khoan nhá, chỗ này Ngồi phải ra đến nha. à. Đang qua đi thôi. Con đóng cái cửa sổ này. Chỗ ở cái này, cái dòng 11 phải nhân với A chứ. Có nhân A 2 nữa bằng không? là 2 nhân pi nhân với r. Đó là chu vi của đường tròn. Ôi may Đúng rồi, chắc đúng. Chắc đúng rồi. Gì ấy? Gì ấy? rồi. Thế Hết cứu. đúng là hết cứu thật rồi. Để thầy đóng bớt ứng dụng để cho cái hệ thống nó chạy nhanh hơn thế nào. Ôi thầy ơi, em thấy có cái điều gì là ở đây nè thầy ơi. Sao? Thầy có thấy cái điều giống em không? Sao nó lại không như màu xanh thầy? À thì ấn nút stop là nó sẽ ra một cái gì đó. Đâu như stop đâu. À, cái cửa sổ này con phải đóng nó lại. Ủa, Rồi bây giờ các bạn làm xong thầy trò mình sẽ bắt đầu chữa bài số 4 nhé. Ở cái bài số 4 các bạn đang gặp một chút khó khăn khi tính đề toán ở bài toán này. Thì trong lúc chờ anh làm xong bài số 3 một chút thì các bạn cùng quan sát bài số 4 nhé. Đấy, ta quan sát bài số 4 một chút. số xong số rồi Nào sẽ rồi có số ba 3 đấy. Nó chỉ có mỗi một số nguyên thôi mà. Số 2 thôi. Ở số 3 đi. Bởi vì đề bài nhập A mà. Nên Hải Anh đang gặp một cái khó khăn, đó là chưa phân biệt được là đề bài cho cái gì và cần tìm cái gì. Nên cứ mỗi bài mình sẽ làm quen và để chủ động hơn. Dạ không bị động nhưng như các nhân vật trong Free Fire. Ơ kìa. Phải phải là gì vui đâu. Phải phải chán. 12.56 Ok, nộp bài lên server thôi. rồi. Ok. Mình chắc chắn mình sẽ được top 7. Mình sẽ được top 100. Top 6. Ủa thầy, cái Sao? bài 2 của em. Chưa đến lượt mà ông Tuấn Hải ông spam mát quá mà. Chị kia. Ơ sao con này nộp bài 4 nhỉ? Bài 3 chứ nhỉ? Ủa bà ba? Đây vừa thấy Mẹ con em này. bấm thì ba bây bốn. Điều. Vừa thấy con nộp ATT bài 4 mà. Cốt bài 3 nộp TT bài 4. Bạn thí sinh quá liều. Có sửa này là lại thành số 3 đi. Trời ơi. Ủa, cái con chuột đâu? Ủa, ai quên. Tại con thấy cái chip con chuột lắm nhưng không biết rồi, ok không biết rồi, chờ bao giờ bài hai mới trong lúc mọi người đang spam thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái bài toán hôm nay. Vừa rồi thì các bạn làm rất nhanh và thầy thấy bài làm cũng đã được rồi, vậy thì thầy cho mình bắt đầu xác định lại bài toán nhé. Đầu tiên thì với mỗi bài toán các bạn cần xác định được đề bài cho cái gì. Một lần nữa để ta làm này một cái rõ ràng hơn.
Cho thầy biết. Gì đây? Chưa Đó, rõ nữa thế rồi. thì ta có xác định bài toán. Rồi, thứ hai là thuật toán. Và thứ ba là viết chương trình. Với mọi cái với mọi bài tập các bạn phải xác định ba cái yếu tố này. Khi xác định được ba yếu tố này thì các bạn tiếp cận bài toán nó rất dễ. Nha. Bài nào cũng thế, phải xác định được cái điều này. Wow. Wow. Nhận hai ông rồi. Nhạc gì như như nhạc cái đấy. Nhạc retro hay không thấy. Ủa, thầy nó bị làm sao? Thấy những nhạc này có hay hơn thế. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài hôm nay nhé. Vừa rồi hôm nay ta có thêm chị Ngọc Quỳnh mới vào của chúng ta các bài tập này. Rồi chúng ta sẽ với cái bài tập cấu trúc tuần tự này chúng ta phải xác định được như sau. Khi làm một bài thì các bạn để ý cái trong lúc các em làm bài ấy, thì thầy cảm nhận là các bạn đã bắt đầu biết biết cách làm bài và biết cách chọn kiểu dữ liệu cho các biến. Tuy nhiên thì ở đâu đó ta vẫn còn có một số các cái sai sót cơ bản, ví dụ như là chọn kiểu dữ liệu, nhập thừa dữ liệu, viết thừa kết quả, hoặc là làm việc vừa là chưa có. Vậy thì ví dụ như với cái bài toán này thì các bạn phải xác định xem input của bài toán là gì, đề bài cho cái gì, nhập vào hai số nguyên. Vậy bài này thầy có thể nhập hai số nguyên x và y. Khi nãy có bạn bảo thưa thầy em nhập a và b được hay không, hoàn toàn được. Output của bài toán là gì, là kết quả sẽ đưa ra. Vậy thì chỗ này ta sẽ đưa tổng của x và y ra. Như vậy thì ở đây so với bài làm của các bạn khi nãy thì ta nhận thấy rằng tên bài mình, tên biến thầy đặt khác và tên các em đặt khác. Như vậy thì ở bài này thì các em được phép đặt tên biến theo sở thích của mình. Rồi bây giờ ta sẽ lấy cái bài của chị Hân đây. Như vậy thì với bài toán này thì ta sẽ có đoạn code chương trình để giải quyết bài toán trên rất rõ ràng. Bước 1 thì ta khai báo thư viện. Sau đó ta khai báo các biến cần thiết. Sau đó ta làm việc với tệp. Và sau đó ta nhập. Vậy thì đề bài cho cái gì? Đề bài cho hai số nguyên. Vậy thì ta sẽ xây in hai số nguyên. Còn nếu đề bài cho một số nguyên thì các bạn xây in một số nguyên thôi. Đấy, sau đó các bạn tính giá trị của biểu thức và sau đó đưa kết quả ra. Với các biến kiểu số nguyên thì khi ta xe out ra thì ta xe out một giá xe out giá trị của nó ra. Vậy thì với cái bài toán này thì các bạn có bước 1 thì ta sẽ thực hiện là nhập x và y. Bước 2 ta thực hiện tính với tổng là thì bằng x cộng với y. Khi viết chương trình thì giữa toán tử và toán hạ các bạn cách nó ra nhé. Bước thứ ba ta đưa tổng ra, được chưa? Vậy đây là cái cách làm với cái cách phân tích như trên, đảm bảo tất cả mọi bài các em đều làm được. Cái này thì trên server thì các bạn đang nộp bài rất tích cực và nó tích cực đến mức độ máy thầy treo luôn mấy đứa này kiểu đấy. Em ngồi em chờ cái máy của thầy chấm bài 2 và bài 3 chắc hết nữa Tân Xuân. Khả năng chết thế thì các bạn cố gắng làm và nộp bài nhiều lên nhé. Trên bảng thống kê bài nộp thì các bạn nào lên top 1 server thì nó sẽ lấp lánh kiểu như thế này, nên cố gắng lên đấy. Nên Đây cố gắng sẽ là em sẽ làm nhà cho thầy nghe. đây, Hải Anh đang nằm ở đây, Tuấn Hải ở đây, cố gắng lên. Thầy Wow. ơi, em chờ bà hai viết bà ba chấm xong nè thầy. Từ từ để thầy đi tìm xem chị Hân đang ở đâu. À đây, chị Hân đang ở đây.
Chị Hân mà buồn thì buồn đấy chị Yes, Hân. bà hai có thầy ơi. Bà Thầy có biết rồi em được à? mấy điểm không? Bà nhiều. Dạ được 10, nhưng mà ở trong cái bảng xếp hạng của thầy nó không có ghi vô. Nó chỉ có một cái bài một thôi. Còn bài 10 thì không biết. Kéo thay ra đây. Rồi như vậy bài 2, ô bài 2 có bạn Đăng và Hải Anh chấm lại lượt sau được 10 điểm, quá ngầu. Không có ai bài 4 à? À, sau các cao thủ hy sinh hết bài 4 thôi. Bây giờ thầy chữa nhanh nhá. Thầy trò mình mải nói chuyện quá quên mất là ta đang còn có một rổ các bài ở phía sau. Tí Nhưng mà nữa. thầy ơi, Rồi. sao cái bài 2 của em nó không được cộng vào bàn điểm này? Ừ, cái này chắc do ăn ở thôi. À đâu, à, em kiểm tra lại trên bảng danh nó có mà. Thầy thấy có đây Rồi rồi mà. có rồi. Chờ nãy giờ mới có. Ủa, bạn tín đạt 56 điểm. Thật là bất cập. Nếu như các người đã chơi chiêu trò như vậy thì tôi sẽ chơi với các người. Rồi. Ta có kế tiếp Em bài chịu số thua 2 em. nhá. Nhưng mà tập trung nhá. Ở bài số 2 thì bài người ta cho chiều dài và chiều rộng. Vậy thì bài này mình có thể là nhập x và y là chiều dài và chiều rộng. Output của bài toán là đưa ra diện tích của hình chữ nhật. Cạnh xy. Đấy. Vậy thì ở cái bài 2 này thì các bạn đều nhận thấy rằng bước 1 của ta sẽ phải nhập xy. Chỗ này Hải Anh quan sát nhé. Đề bài người ta cho hai số thì mình nhập hai thứ. Và trong cái phần chỗ làm việc với tệp ấy, mình chỉ nhập hai số nguyên. Còn nếu mà người ta chỉ cho một số thì mình chỉ lấy được dữ liệu đầu vào là một số thôi. Bây giờ ta đưa tính diện tích của hình chữ nhật thì nó sẽ là bằng là x nhân với y. Đấy. Và ở bước 3 ta đưa thằng s ra. Ở đây thì ta lưu ý vì thằng x là kiểu int thì ta có thể khai báo biến s kiểu long long và các bạn có thể nhân nó với chữ là l nhé để ép nó sang kiểu dữ liệu. Vậy thì ở cái bài A bài 2 này lát nó qua đi thôi để Gì vậy? Hơ, gì vậy? nghe kế tiếp thì thầy lấy của Tuấn Hải đi. Các bạn chăm cốt nhé. Sau đó thầy sẽ sau khi dạy xong thầy sẽ biên tập lại bài làm của các em. Ví dụ như bài của Tuấn Hải đây, thì bạn sẽ thực hiện là khai báo các biến cần thiết. Tuấn Hải khi cốt thì giữa các biến con cách dấu phẩy nhé, sau dấu phẩy cách nó ra cho nó đẹp và ngầu hơn. Rồi làm việc với tệp. À quên nhỉ. Nhung. Rồi cách nó ra cho nó đẹp. Rồi nhập AB tính max min. À, tức là bạn lấy hai số này sau đó nhân nó với nhau. Điều này có nghĩa là bạn sẽ đi tìm cạnh chiều dài là sẽ bằng giá trị lớn nhất trong thằng AB, chiều rộng bằng cánh giá trị nhỏ nhất trong thằng AB và diện tích của hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân chiều rộng. Có đúng ý tưởng như thế không Tuấn Hải? Có ạ, à, tại vì chiều rộng lúc nào cũng phải hơn chiều dài. Anh em, chiều dài phải hơn chiều rộng ạ. Được rồi, tư tưởng rất tốt. Đấy. Vậy thì với cái bài số 2 như trên thì ta để tính được về chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật của ta để tính diện tích hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng. Khi chạy chương trình thì các bạn sẽ nhập hai số ví dụ như là bằng số 3 và số 4 thì khi chạy chương trình nó sẽ ra diện tích là bằng 12. Khi nhân ở đây thì ta có thể nhân nó với một ll nhé. Bởi vì tích của hai số thông thường nó sẽ tràn kiểu dữ liệu. Do đó ở đây thầy sửa lại cái biến s này mình có thể khai báo cho nó một kiểu dữ liệu là kiểu long long ấy. Kiểu long long thì nó cũng giới hạn lên tới được mức 18 nhé. Đó. Ok chưa? Rồi, kế tiếp nữa thì ta sẽ sang bài số 3. Ở bài số 3 tính chu vi đường tròn. Khi nãy Hải Anh bảo thưa thầy chu vi đường tròn tính bởi công thức gì? Thì do bạn mới học nên bạn chưa biết được công thức tính chu vi đường tròn. Vậy thì ta có. Vậy đầu tiên với cái bài toán này thì người ta yêu cầu nhập vào bán kính của đường tròn. Ví dụ như thầy gọi A là bán kính của đường tròn. Vậy thì thầy nhập A. Tí nữa chương trình thì khi chạy thử thầy chỉ sử dụng một biến, một giá trị. Rồi output của bài toán là gì? Để đưa ra chu vi của hình tròn. Đấy. Vậy thì thuật toán của bài toán lần này là gì? Bước 1 thì ta sẽ là nhập A.
Bước 2, ta tính chu vi, ví dụ như thầy đặt tên nó là chu vi thì bằng 2 nhân với pi, pi bằng 3.14 nhân với bán kính là a. Từ đây thì ta sẽ đến là cái biến CV. Đây, cái thuộc kiểu số thực. Nhớ nhá. Và khi đó ở bước 3 ta thực hiện là đưa biến CV ra. Đấy, trong đó đề bài người ta yêu cầu đưa ra chính xác đến 2 chữ số thập phân. Do đó các bạn sử dụng câu lệnh CA fit set precision để đưa ra chính xác đến 2 chữ số thập phân. Ở chỗ đó, bài này đây là bài cái thứ ba. Ta sẽ đó, một bài của một bạn nào đấy ở đây. Hôm nay lấy được bài Tuấn Hải rồi chị Hân ơi, lấy bài của bạn Đạt. Rồi. Đấy. Ta có câu lệnh khai báo làm việc với tệp à, và là khai báo thư viện, khai báo bán kính, khai báo diện tích, bởi vì diện à quên chu vi, ở đây bạn nó sử dụng biến S là chu vi. Khi đó câu lệnh for you bằng là câu lệnh làm việc với tệp. Sau khi nhập bán kính R thì ta gắn F thì bằng là R nhân với 2 nhân 3.14. Ở đây bạn cẩn thận hơn, bạn nhân nó với 1.0. Nhưng trên thực tế thì cũng không cần nhân cũng được, bởi vì thằng 3.14 nó đã là số thực rồi nhá. Sau đó để viết đối với các biến kiểu thuộc kiểu số thực thì khi viết ra ta sử dụng câu lệnh CA fit set precision. Câu lệnh này dùng để viết các biến kiểu số thực ra. Do đó ở đây khi các bạn khai báo một biến nào đó kiểu float thì thế nào, bật nhạc DJ đấy. Đấy, ở đây ta bỏ chấm không đi được nhá. Trong khi các cao thủ đang cười ha ha nhưng chưa thấy ai chinh phục được bài 4. Xin mời các bạn chinh phục bài số 4. Vậy thì ở đây thì ta có self fixed precision để viết một biến thuộc kiểu số thực. Nhớ nhá. Đó là ở bài số 3, chu vi và diện tích đường tròn. Và tiếp đến ở bài số 4, bao nhiêu cao thủ đã hy sinh bài này rồi? Nào chúng ta cùng đếm nhé. Hiện nay có em nộp bài 4 Ủa thế ơi. chấm chưa? À nó chưa chấm à? Vậy thì chờ nó một chút Nộp nha. 2 lần rồi, thấy nó chưa chấm rồi. Trời ơi, nộp một lần lần thôi nàng ơi, nàng nộp 2 lần thì sập server của thầy bây giờ. Thầy ơi, cái bài 3 sao nãy giờ nó chưa ra nữa thầy? Đây để xem nó đang chấm. Ôi giời ơi, các bạn Khang đang chấm bài 16. Trời ơi. Các bạn ở trong cái lớp ở nhà của thầy lớp offline lại đang nộp bài, chả trách server đang èo. Có mới nộp cái bài tám lát gạch đó Được rồi, thôi thì tranh thủ lúc server đang bị lag thì thầy trò mình giải quyết vấn đề luôn nhé. Tiếp đến thầy trò thầy. mình sẽ thực hiện giải quyết bài toán sau. Ở bài toán này các bây giờ thầy xin mời bạn theo thứ tự từ bé đến lớn. Xin mời bạn Dũng nào, hãy cho input của bài toán là gì? Thầy, input của bài toán là độ F. Đúng rồi, như vậy thì ta có nhập F rồi. Output của bài toán là gì? Output là độ Output C, nhập là là C ạ. R. Rồi, đưa C ra. C. Rồi, ok. Rồi, bây giờ thì thuật toán thì ta có bước 1. Bây giờ xin mời bạn Đăng cho thầy biết bước 1 làm gì với cái bài toán này. Đấy, xin mời Đăng, hãy cho biết bước 1 làm gì. Ủa? Vừa thấy nàng Quỳnh nhảy vào đây, nàng lại chạy đâu mất rồi. Ôi. Nàng Quỳnh chạy mất dép rồi. Ừ, đúng rồi, ok. Bước 1 thì ta sẽ thực hiện là nhập thằng F. Ta đang nói thuật toán thì ta sử dụng thao tác là nhập. Bước 2 ta tính cái biểu thức C bằng biểu thức này.
Khi tính cái biểu thức này thì ta để ý như sau. Ta có C thì bằng F trừ 32 nhân, ta dùng nhân 5 chia 9. Các bạn đang cốt như thế đúng không? Bước 3, ta đưa thằng C ra. Được. Tới đây thì ta đã giải quyết xong được bài toán này rồi. Vậy thì ta bắt đầu sang viết chương trình. Khi viết chương trình thì ta bắt đầu có một cái nhận xét như sau. Thứ nhất, cái biến C này theo các bạn ta nên chọn nó kiểu dữ liệu là gì? Rồi, xin mời Tuấn Hải. Ừ, cái nào? Biến Viết C nên chương chọn trình. kiểu dữ liệu là gì? Thế chọn là float hoặc Float hoặc double. Ở bài này thầy khuyến cáo ta nên sử dụng double hoặc float thì đều được. double Nhưng nếu là thầy ở bài ạ? toán này thì thầy sử dụng double nhé. Rồi bây giờ Hải Anh cho thầy biết biến F này thuộc kiểu dữ liệu gì? Float. Kiểu float. Ở bài toán này thì người ta yêu cầu nhập vào nhiệt độ. Vậy nhiệt độ đó có thể là 23,5 độ nên nó ta vẫn có thể là float được nhé. Rồi như vậy thì hoặc ngoài ra các bạn chọn nó kiểu súng nguyên cũng được, bởi vì cái bộ test đầu vào của thầy sử dụng kiểu súng nguyên, nó vẫn chạy bình thường. Nhưng quan trọng nhất kết quả trả về nó là kiểu của số thực. Vậy thì khi viết chương trình thì các bạn nhận thấy khi chạy thì nó hay bị ra sai kết quả, lý do như sau. Số 5 là số nguyên hay số thực? Xin mời Tiến Đạt. Nguyên ạ. Rồi, số 9 là số nguyên hay số thực, Tiến Đạt? Nguyên ạ. Rồi, khi đó ngôn ngữ lập trình C cộng cộng nó mặc định rằng phép toán này là phép toán chia lấy phần nguyên. Do đó, 5 chia 9 được 0 dư 5. Do đó, phép toán này nó sẽ trả về giá trị bằng 0. Đấy, 0 nhân với F trừ 32 thì nó luôn bằng 0. Do đó, để nó trả về là một số thực, ta nhân nó với bao nhiêu? Xin mời ai nhỉ? Gia Hân, chỗ này ta nhân với bao nhiêu? Nhân với 1,00 Rồi, 1.0. Trên thực tế mình chỉ cần 1.0 là được nhé. 0.00 cũng hoàn toàn được. Đấy. Việc nhân với 1.0 này thì để đảm bảo rằng thằng 5 nó biến thành số thực, sau đó nó mới chia cho 9. Nếu các bạn nhân như thế này thì nó vẫn bằng 0 bình thường, bởi vì nó thực hiện các phép toán trong ngoặc trước. Vì thế ta nhân rồi. trực tiếp với tử số. Hôm trước ta có ở buổi trước ta có cái bài bài 1 BT3, cái bài mà phân số đấy. Thì khi đó thì tử số chia cho mẫu số nó cũng là một số thực, thì ta phải ép tử số bằng cách nhân tử số với 1.0 nhá. Đây gọi là ép tử số thành kiểu số thực trước khi chia. Rồi sau đó ta đưa kết quả ra. Vậy với cái cách làm như trên, bây giờ xin mời các bạn làm bài. Quên mất, nãy giờ chưa gửi bài làm. Đây thầy gửi lại các Mà bài này. bốn khó đến nỗi không cao thủ nào làm được luôn. Bài 4 thì nó cảnh báo cho ta một cái điều khá quan trọng, đó là khi làm với các bài toán liên quan tới phân số và mà tử số và mẫu số đều là các số nguyên thì phải thận trọng. Nếu kết quả của bài toán có thể trả về số thực thì ta cần phải ép tử số thành kiểu số thực. Nha, cái điều này là khá thú vị và rất nhiều cao thủ hy sinh ở cái bài số 4 này. Không chỉ riêng các bạn đâu, các bạn học sinh của thầy học ở nhà cũng thế. Dù biết rằng khi tính toán phân số mọi người luôn cẩn thận nhưng vẫn hy sinh bình thường. Không sao cả. Khớ Làm quen nơi này rồi để sau này khi ta gặp lại các dạng bài toán có tính toán thì ta nên chọn kiểu dữ liệu phù hợp. Mục tiêu chính của cái phần bài tập này là giúp cho các em chọn kiểu dữ liệu phù hợp, biết cách đặt tên biến, biết cách tổ chức chương trình, chạy thử chương trình và chấm đạt, chấm bài một lần duy nhất. chấm bài một lần duy nhất và nãy giờ em chờ bài 3 chưa xong chưa À, ra. bởi vì ngày mai thầy có lịch dạy nên các anh chị đang có bài tập về nhà nên mọi người nộp bài hơi quá tay. Quá tay quá mà làm cho con nó nổ rồi khoảng tầm tiếng chắc nổ được bài. Lan qua đi thôi.
Hay là thầy phải tạo ra vài cái server, nhưng mà vài cái server thì nó lại hơi Đúng khó. rồi thầy, tạo ra vài cái server đó thầy. Đó cũng là ý tưởng tốt. Nếu mà mình tạo hai cái server. Thì nó hơi rồi. Ồ, cũng có, nó giảm tải đi được khá nhiều đấy. Được rồi, thầy sẽ cân nhắc về việc tạo thêm cái server nữa. Sau này nếu có gì thì các bạn có thể giới thiệu số Zalo của thầy cho thầy cô dạy tin của các em ở trường để thầy chia sẻ cái tài liệu đang dạy các em, và chia sẻ cả cái hệ thống bộ test và cái server này để các thầy cô dùng để dạy các bạn khác ở trên lớp. Rồi, xin mời các bạn nộp bài 4, nhưng mà hiện tại thì để thầy kiểm tra xem bài 4 đang có bao nhiêu người nộp rồi nào. À, Chắc cố là gắng. chưa cao thủ nào làm được đâu. Ủa đâu rồi? Ủa sao còn có người vậy? À này, thật quá. Lạ quá. Và thế là chưa có cao thủ nào làm được bài 4. Rồi, như vậy ở Làm được cái bài, nhưng mà hơi ở xinh. bài 4 thì ta chỉ cần làm được ghi trên nhé. Rồi bây giờ xin mời các bạn cô chương trình bài số 4 luôn. Hôm nay thì thầy trò mình sẽ học đến và gì nhỉ? Đến 9:30 10 nhé. giờ đêm. Ca Cái sau gì? thầy có một cái lớp online Yes. chương trình nâng cao. Rồi xin mời các bạn chia sẻ code bài làm số 4. Còn server thì bạn nào làm xong rồi thì các bạn lại chuyển sang bài số 5 nhé. Bài số 5 cũng đã có test bài làm rồi. Thầy gửi mấy bài lên đi thầy, khi ngày mai em làm thầy. Ok, tí nữa thầy gửi một ít thôi. Nó có khoảng là 30 bài thôi mà. Vậy là cũng ít dữ vậy đó. Hôm qua thầy gửi 12 bài mà em làm 7 bài rồi. Wow, xuất sắc. Tại sao ranking trưởng đúng hai người vậy? Khi mà ranking nó bị báo lỗi, các bạn cứ refresh nó lại thì nó sẽ biết. Nhưng cái bảng ranking này một lúc nữa là nó bị tràn, bởi vì cái thuật toán của cái ranking này nó chưa được tốt lắm. Con sẽ lên lưu ai mà không được lên top 3. Hải Anh làm bài số 4 chưa nhỉ? Quên mất đấy, mãi nói Dạ chuyện. chưa thầy ơi. Bài số 3 ok rồi chứ? Dạ bài số 3 vẫn chưa ra. À, tức là nộp rồi nhưng mà nó chưa ra đúng không? Đến, đến hết tuổi thanh xuân thì nó sẽ hiện lên. Ủa mà em top 17 lần nào, hồi nào ta? Trong cái thống kê bài nộp học sinh này thầy, ủa em top 17 hồi nào vậy? Cái thống kê này là nó thống kê số lượng bài nộp thành công lên trên server. Và hiện nay thì bạn Sơn Tùng là một bạn học sinh lớp 7 đang là đứng top đầu. Sơn Còn Tùng MTP. còn các bạn phía sau là các anh lớp 9. Hỏi sao top 1 là đúng rồi. Bảo thế Đâu. là con sẽ bật đi chơi. Và hy vọng các bạn sẽ sớm dập được cái. Rồi ta xem bài số 4 của Tuấn Hải nhé. Rồi bây giờ tiếp đến thì sẽ xem bài số 4 của Tuấn Hải như sau. Với bài số 4 của Tuấn Hải, ta sẽ sửa như thế nào để đạt được điểm tối đa? Thứ nhất, chỗ này ta nhân với nó với là 1.0. Thứ hai, đối với biến kiểu float và double khi viết ra phải có quy cách hay không? Ta sử dụng fit. Tuấn Hải, cái này thiếu cái thằng này nhá. Set precision. Bài này lấy chính xác đến hai chữ số thập phân và đưa biến C ra. Được Copy chưa? code, copy code. Hãy đi cốp xuống. Con muốn hai đủ rồi không? Đấy, Thôi. thì ở cái bài toán này Tuấn Hải, Gia Hân và các bạn là đều sẽ xử lý như thế nhé. Trời ơi, Đã sao sắp kỳ. đang chấm bài 4 TT74. Mẹ ngày mai mẹ chở con qua nhà anh Kha đúng không? Yes.
cố lên. Vậy là mình có thể làm tất cả. Rồi, tranh thủ lúc mà bài số 4 server nó đang chạy một cách rất chi là bình tĩnh. Thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện làm bài số 4 nhé. Bài số 4 bạn nào làm xong rồi thì thầy trò mình sẽ chuyển sang bài số 5. Để tắt bớt camera. Sử dụng đi. Em vẫn chưa biết làm bài số 4. Rồi, chúng ta sẽ tiếp bài số 5 nhé, không muộn mất. Ở bài số 5 thì trong tờ đề thầy đã giao đề bài cho một số nguyên dương có hai chữ số. Vậy tính tổng đi các chữ số của đó. Vậy thì bài toán này cho cái gì và cần tìm cái gì? Xin mời Hải Anh cho thầy biết input của bài toán này là cái gì? Input của bài toán này là gì? Bài số 5. Cái bài số 5. Em còn chưa nhìn cái đề bài nữa. Trên Xong màn rồi. hình đi. Ủa bài số 5. Số 5 nào. Đây, đây, đây. Ủa, bài số 5 đấy. Thầy có chiếc bài số 5 đấy. Làm rồi, bây giờ Tuấn Hải cho thầy biết input của bài toán này là quên Hải Anh nhầm Tuấn Hải. Hải Anh cho biết input của bài toán này là gì? bài input của bài toán rồi xong. Nhập cái gì? Nhập cái đã nhập F. Ủa, thì trước cái bài năm cho em rồi. Bài năm đang trên màn hình chia sẻ của ấy. Làm gì có đâu. Thôi để thầy chụp Đáng. lại bài số 5. Để gửi. Đúng mà. Bạn có chiếu đúng mà. Hay. Có quên. Nhầm nhóm, nhầm nhóm. Nay 9:30 xong. Thế thầy mỗi ngày thầy dạy à thầy? Ủa Là ngày sao? nào xong cũng dạy luôn. Sao không? Organize square field. Rồi, ông Hải Anh, chỗ này nhập cái gì? Nhập F. Đúng rồi, nhập S thôi thì thích đặt tên BS thì nhập S. Quân ơi chờ tí nhá, để đợi các em lớp này tan á. Cứ ngồi chơi hóng các em cho buồn đỡ buồn. Anh Quân ở bên lớp nâng cao về nhảy vào. Rồi, bây giờ bài này yêu cầu tính cái gì? Xin mời các bạn, bài này thì tính cái gì nhỉ? Tính 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 đâu rồi Chữ số nguyên Tổng vẫn thấy chữ số chữ số của số đó. à. 5 phút. Rồi, như Đâu. vậy thì bài toán này thì bước 1 thì theo Hải Anh thích đặt tên bí là S. Vậy thì bạn sẽ thực hiện nhờ thôi ta đọc tên bí là N đi cho nó ngầu. Đưa ra tổng của chữ số của N nhé. Cho nó Ok. quen thuộc rồi. Bước 2, bây giờ thầy ta lấy một cái ví dụ nhé. Ví dụ như bây giờ N của thầy là bằng số 56. Thì khi đó tổng chữ số của N bằng mấy? Cộng chữ số của n bằng tổng chữ số của n bằng 56. 5 cộng 6 bằng mấy? 5 cộng số bằng 11. Quá chi là ngầu. Bằng 11.
Rồi như vậy thì ta nhận thấy rằng rõ ràng để tính tổng các chữ số của n thì chúng ta cần S bằng còn công thức áp dụng công thức ra À, rồi bây giờ thì như vậy thì ở cái bước này thì ta nhận thấy rằng số n đang là số 56. Do đó để tính tổng các chữ số của n ta cần phải tách được các chữ số của n. Vậy ở bước thứ hai ta thực hiện thao tác tách các chữ số của n. Vô số là một cái số nguyên dương có hai chữ số thì để tách được các chữ số của n. Ta dùng phép toán chữ nguyên nó là trên này và chia dư, quên lấy số dư thầy gọi tắt nó là chia dư số 10. Bây giờ thì thầy lấy ví dụ số 56 chia cho 10 lấy phần nguyên bằng bao nhiêu, bạn comment ở cửa sổ chat với thầy. 56 chia 10 bằng 5 dư 6. Rồi, bằng 5 dư 6, như vậy nó bằng 5 và dư 6. Như vậy thì 56 chia 10 bằng 5 dư 6. Như vậy thì ta nhận thấy rằng để thu được số 5 thì ta lấy kết quả phép toán chia cho 10. Như vậy thì ở cái chút này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ở chỗ này ta không có nhá. Chỗ này thì ta sẽ thực hiện cái công việc là gắn, thầy gọi A là chữ số ở hàng chục. Thì A nó sẽ là bằng N chia nguyên cho 10. Ví dụ như N bằng 56, 56 chia 10 thì thầy thu được số 5. Như vậy thì thầy đã lưu vào A. Số B là số ở hàng chục thì nó là phần dư khi chia cho 10 thì ta lấy N chia dư cho 10. Đấy. Như vậy thì để tách được các chữ số của một số ta có thể sử dụng phép toán chia nguyên và chia dư cho 10. Bên cạnh đấy ta hoàn toàn có thể tiếp cận theo hướng đầu tiên ta sẽ tách chữ số hàng đơn vị của n là số 6. Để tách chữ số hàng đơn vị thầy lưu nó bằng b thì bằng là n chia dư cho 10. Số 56 chia cho 10 lấy phần dư ta thu được số 6. Rồi kế tiếp n sau khi đã cắt đi giá trị mới thì bằng n chia cho 10. Ví dụ như n của thầy là bằng 56. 56 chia cho 10 được 5. Vậy thì giá trị của năm này sẽ được lưu vào biến n. Vậy n trong một lần lập mới nó có giá trị bằng 5. Ở đây thì ta lại gắn A lại bằng n chia dư cho 10 tiếp. Ta lấy 5 chia dư cho 10 bằng 5. Như vậy tới đây đã thực hiện là thu được A B. Vậy thì các cái bước ra ở thao tác bước Nếu này mà có ba chữ số thì sao thầy? nó có ba chữ số, ta lại cắt từ thằng C trở đi. Long Đấy, C thì mình lại bằng N phần trăm 10, N lại bằng N chia cho 10 nhé. Sau đó ta lại tính thằng B. Thầy muốn các bạn tiếp cận theo hướng này để nó đưa ra được một số tổng quát khi gặp số có hai chữ số, có ba chữ số, có bốn chữ số. Khi sang cấu trúc lập thì ta có thể giải quyết được một số tổng quát hơn. Rồi kế tiếp, bây giờ thầy cho mình sang bước 3. Đã thực hiện là tính tổng S sẽ bằng là cộng với B. Và sau đó ta thực hiện bước cuối cùng là ta đưa S ra. Được chưa? Rồi như vậy với cái bài số 5 như trên, bài này cũng đã có test trên server rồi. Các bạn hoàn toàn có thể nộp bài được rồi nhé. Rồi hôm nay bây giờ thầy đang có cái ca học tiếp theo của cái lớp nâng cao. Nên thầy cho mình hôm nay sẽ nghỉ tại đây. Hôm nay thì các bạn có một cái màn đua rượt đuổi trên bảng danh rất tốt. Và thầy hy vọng rằng các em sẽ cài đặt lại các bài tập này để có thể đạt được điểm tối đa trong một lần chấm duy nhất nhé. Trong một lần chấm duy nhất. Rồi, có bạn nào có câu hỏi gì cần giải đáp không? Trước khi thầy cho mình nghỉ.
Trong lúc các bạn nộp bài lên server mà nó không chấm bài thì các bạn nhớ nhắn qua Zalo để thầy bật server lên. Bởi vì server thầy đang chạy trên cái laptop của thầy. Nhiều khi con thầy nó tắt cái rục cái lại èo luôn. Các bạn nào mà chưa có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống nhớ nhắn qua Zalo để với thầy để thầy cấp tài khoản miễn phí để các bạn học nhé. Rồi hôm Em nay thầy ơi, sao con? em chưa nộp được bài. À cứ nộp lên server đi. Em nộp, em nộp rồi nhưng mà nó chấm nãy giờ chưa được. Chấm chưa được, từ giờ đến tối hệ thống server sẽ chấm đủ bài nhá. Thầy Thành ơi, cho mẹ hay Sao? anh hỏi một chút. À Mấy vâng hôm ạ. trước có tâm sự cái gì đấy, là bé nhà mẹ là không học lớp 4 á, thầy thấy có học được không để mẹ vết đường. Vâng ạ, tí em gọi qua Zalo nhé chị nhé. Rồi. Vâng Thầy ạ. ơi, thầy gửi bài qua Zalo để ngày mai con làm với thầy. Ok, yên tâm Tuấn Hải và thì Hải Anh và các bạn. Rồi thầy xin chào Đăng, xin chào cô Hiền, xin chào Tuấn Hải, bạn Hân, bạn Đạt và bạn Hải Anh nhé. Quân với Hân đều quay Chào trở thầy lại Thành. bên này nhá. Vâng. À, chúc cả nhà. Hân quay trở lại học lớp nâng cao nhé. Rồi, xin chào cả nhà. Chào thầy.